Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 15 tháng 11 năm Tân Sửu tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng ngày hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Tàu cộng dự kiến đạt 1 triệu lượt hành khách trên tuyến đường sắt mới mở tới Lào. Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty chế thuốc giảm đau tàu cộng. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam. Tòa Nam Định tuyên ông Đỗ Nam Trung 10 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Việt Nam giữ các kỷ lục về bỏ tù nhà báo trong năm 2021. Em trai Lê Thanh Hải xin tòa khoan hồng đặc biệt và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến của đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Mở đầu là bản tin thời sự quốc tế, tàu cộng dự kiến sẽ có hơn 1 triệu lượt hành khách trên tuyến đường sắt cao tốc mới mở đến Lào trong mùa du lịch cao điểm Tết Nguyên đán vào đầu năm tới, bất chấp các hạn chế đi lại vì cúm tàu. Kể từ khi khai trương vào ngày 3 tháng 12, có hơn 300.000 hành khách tàu cộng đã đi trên tuyến đường sắt. Truyền thông nhà nước tàu cộng đưa tin vào ngày 16 tháng 12. Tuần này, Lào cho biết sẽ mở cửa trở lại cho du khách vào ngày 1 tháng 1. Người dân sống ở 5 tỉnh của Lào dọc tuyến đường sắt Lào Trung sẽ được tiêm vaccine tăng cường cúm tàu trước khi mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Không rõ tuyến đường sắt sẽ bận rộn như thế nào vào dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Hiện du khách vẫn cần phải có sự cho phép của chính phủ Lào trước khi nhập cảnh và họ phải đối mặt với những đợt kiểm dịch kéo dài ở cả hai phía tàu cộng và Lào. Vận chuyển hàng hóa đã bắt đầu, theo truyền thông nhà nước tàu cộng, hơn 100 triệu nhân tệ, tức là khoảng 15.7 triệu Mỹ Kim hàng hóa đã được vận chuyển giữa tàu và Lào. Tính đến ngày 15 tháng 12, tàu cộng sẽ tăng gấp đôi số lượng các chuyến tàu nhỏ chở hàng trên tuyến đường sắt mới trong thời gian 6 tuần vào dịp Tết Nguyên đán, vẫn theo truyền thông nhà nước tàu. Tuyến đường sắt trị giá là 6 tỷ Mỹ Kim nối thành phố Côn Minh ở phía tây nam tàu cộng với thủ đô Viên Chăn của Lào, và một cột mốc quan trọng trong mạng lưới liên kết thương mại và cơ sở hạ tầng, vành đai con đường, đầy tham vọng của tàu cộng, mà chủ tịch Tập Cận Bình là người đứng đầu. Phía tàu cộng bên nắm giữ 70% cổ phần trong dự án liên danh, hy vọng tuyến đường sắt kéo dài 1.000 km, khoảng 621.37 dặm, rồi sẽ được kéo dài qua Thái Lan đến Malaysia và Singapore. Các nhà kinh tế cảnh báo dự án được triển khai vào năm 2015 có thể gây khó khăn cho Lào, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, trong việc trả nợ nước ngoài phần lớn là nợ của tàu. Vẫn liên quan đến tàu cộng, thưa quý vị, chính phủ Mỹ vừa quyết định đưa biện pháp trừng phạt đối với nhiều công ty sản xuất thuốc giảm đau của tàu cộng vào ngày thứ Tư, 15 tháng 12, theo bản tin hãng thông tấn AFP. Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn nghiện thuốc giảm đau đã giết chết tới hơn 100.000 người Mỹ vào năm ngoái. Trước tình huống ngày càng nhiều người nghiện chuyển sang sử dụng những loại thuốc rẻ tiền hơn được mua trực tiếp qua mạng từ ngoại quốc, Tổng thống Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp giúp Mỹ có thể dễ dàng nhắm đến những tội phạm buôn bán thuốc ở ngoại quốc. Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định hành động này sẽ góp phần phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới tài chính cho phép các chất dạng thuốc phiện tổng hợp và chất liệu sản xuất lọt được vào nước Mỹ. Theo lệnh hành pháp mới, Bộ Tài chính đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 công ty hóa chất tàu và một cá nhân tên là Chuyen Phát Diệp, được mô tả là một trong những nhà sản xuất thuốc steroid phát triển bắp thịt lớn nhất trên thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo mức thưởng lên đến 5 triệu cho bất cứ ai bắt được nghi can 68 tuổi được cho là sống tại Vũ Hán này trong các cáo buộc liên bang đệ trình vào năm 2018. Công ty của ông Chuyen bị nghi ngờ đã sản xuất số steroid trị giá là 280 triệu suốt 5 năm và gửi nhiều gói nhỏ đựng nguyên liệu chế fentanyl đi khắp thế giới. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hai nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và một ở Brazil. Biện pháp trừng phạt sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản nào tại Mỹ của các nhóm tội phạm và nghi can Chuyen, đồng thời hình sự hóa các hành vi buôn bán của họ tại Mỹ. Trong vòng một năm tính đến tháng 4 năm nay, hơn 100.000 người Mỹ đã chết do sử dụng thuốc giảm đau quá liều. Tiếp tục là tin Biển Đông, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA với sự phối hợp của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tiến hành khóa huấn luyện trực tuyến cho cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12. The Foreign Broadcast Information Service, FBIS, dẫn từ truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói vào ngày 15 tháng 12.
Khóa đào tạo này nằm trong chương trình hợp tác kỹ thuật đào tạo nâng cao năng lực cho cảnh sát biển Việt Nam, được tổ chức cho 10 học viên là sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã trình bày các bài giảng về luật pháp quốc tế, về thực thi luật pháp trên biển và kỹ thuật dự báo và xử lý vật thể trôi dạt trên biển. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật hạn chế tội phạm. Được biết, chương trình hợp tác kỹ thuật này cùng với dự án cho vay tăng cường năng lực bảo đảm an toàn và an ninh trên biển ở Việt Nam nhằm nâng cao nhanh chóng năng lực cứu hộ và thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, đảm bảo tự do hàng hải và an toàn trong lãnh hải của Việt Nam. Chương trình hợp tác này cũng nhằm đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Vừa rồi là phần tin thế giới và Biển Đông, sau đây là tin quốc nội liên quan đến chính trị. Trong chuỗi hành động trên trấn áp giới chỉ trích chính quyền, một tòa án cấp tỉnh của Việt Nam vừa tuyên bản án nặng đối với một nhà hoạt động. Như vậy, chỉ trong 3 ngày có tới 4 người bị các tòa án Việt Nam quy là phạm tội tuyên truyền chống nhà nước và phải chịu hình phạt tổng cộng lên đến 35 năm tù. Báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát đưa tin vào ngày 16 tháng 12 rằng tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm và tuyên án 10 năm tù giam, 4 năm quản chế đối với ông Đỗ Nam Trung, 40 tuổi. Cáo trạng nói ông Trung đăng tải 6 đoạn video từ năm 2016 đến nay có nội dung bị coi là xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như phỉ báng chính quyền, báo chí Việt Nam tường thuật. Bản cáo trạng cũng cho rằng việc làm của ông Trung đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc. Ông Trung bị hội đồng xét xử đánh giá là khai báo không thành khẩn, phạm tội nhiều lần và họ nhận định rằng tuy ông hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm nhưng vẫn cố tình thực hiện trong một thời gian dài. Thưa quý vị, cũng nên nhắc đến ông Trung được biết tiếng rộng rãi ở Việt Nam trong 20 năm trở lại đây vì tích cực hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình phản đối tàu cọc và đặc biệt là đăng bài trên mạng, chỉ trích các sai phạm tại các trạm thu phí đường bộ, cũng như lên án nạn tham nhũng trong chính quyền. Nhờ hoạt động này, từng bị chính quyền ở Việt Nam bỏ tù 14 tháng hồi năm 2015 sau khi ông quay phim chụp ảnh một cuộc biểu tình phản đối tàu cọc hồi năm 2014. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết trên trang cá nhân rằng trong suốt quá trình điều tra kể từ khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2021, cũng như trong phiên xét xử vào ngày 16 tháng 12, ông Trung nhất quán bác bỏ quan điểm của cơ quan công tố cho rằng ông có tội. Các luật sư bào chữa đưa ra các lập luận và bằng chứng về việc ông Trung vô tội và yêu cầu trả tự do cho ông, theo tường thuật của luật sư Mạnh. Tuy nhiên, hội đồng xét xử vẫn tuyên ông Trung có tội và phải chịu án tù là 10 năm, kèm theo 4 năm quản chế sau đó. Vẫn liên quan đến tù nhân lương tâm, thưa quý vị, số nhà báo bị cơ quan chức năng Việt Nam bỏ tù một cách tùy tiện trong năm 2021 có tổng cộng là 43 người. Với con số này thì Việt Nam nằm trong số 5 nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới tính từ tháng 1 đến giữa tháng 12 năm 2021 và cũng thuộc các quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ nhất với 4 người. Báo cáo công bố ngày 16 tháng 12 của AFS cho thấy tàu cộng là nước giam tù nhiều nhà báo nhất với 127 người, Miến Điện thứ hai với 53 người, Việt Nam thứ ba với 43 người, Belarus 32 người và Ả Rập Xê Út 31 người. Trong số 43 nhà báo bị Việt Nam bỏ tù một cách tùy tiện, có nhà báo nữ Phạm Đăng Trang mới ra tòa vào ngày 4 tháng 12 và chịu mức án 9 năm tù. Nhà báo Phạm Chí Dũng được nêu ra trong một những trường hợp đáng chú ý nhất trong năm 2021. Ông Dũng bị tuyên 15 năm tù giam hồi tháng 1 năm 2021, một mức án dài nhất cho nhà báo trong năm. Và theo RSF, mức án này là tiêu biểu của sự cứng rắn hơn của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng theo báo cáo của RSF, trong năm nay, số nhà báo bị bỏ tù một cách tùy tiện tăng 20% lên đến con số là 488 trên toàn thế giới. Trong số này có 60 nhà báo nữ. Cũng theo RSF, trong năm 2021, số lượng nhà báo bị cầm tù do liên quan đến công việc của họ ở mức cao nhất kể từ năm 95, khi tổ chức này bắt đầu làm công tác thống kê hàng năm về những nhà báo bị bỏ tù do tác nghiệp báo chí. Số nữ phóng viên bị tù cũng chưa bao giờ nhiều như năm 2021. Tình trạng này được Tổng thư ký RSF Christopher Deloy nhận định là phản ánh của sự củng cố quyền lực độc tài khắp nơi trên thế giới, sự tích tụ của những khủng hoảng và những chế độ gồm Tàu Cộng, Miến Điện, Belarus, không ngần ngại cai trị độc tài. Ông này còn cho rằng có thể đó là hệ quả của những mối quan hệ quyền lực địa chính trị mà qua đó những chế độ độc tài không bị áp lực đủ để phải chung tay trong việc đàn áp. Chuyển sang tin về tham nhũng, bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu tổng giám đốc công ty Sacri và là em trai ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy ở Sài Gòn nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, đề nghị hội đồng xét xử có chính sách khoan hồng đặc biệt giúp bị cáo có thể trở về với gia đình xã hội trong những năm còn lại của cuộc đời. Bị cáo đã mất hết tất cả, cả quá trình công tác cuộc đời bị cáo mất hết. Bị cáo phải đối diện với tội danh hết sức đau đớn là tội danh tham ô.
Báo Thanh Niên vào ngày 16 tháng 12 ghi nhận lời nói sau cùng của ông Hùng. Trước đó, Báo Đầu Tư dẫn lời ông Lê Tấn Hùng tại phiên tòa xin cam đoan với lương tâm. Cả đời tôi không chỉ vì hành vi này mà phải đánh đuổi. Sự việc ảnh hưởng tới gia đình tôi. Mong tòa xem xét hình phạt phù hợp với sai phạm của tôi. Trong vụ án về sai phạm đất đai liên quan đến Sacri với hai cáo buộc tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, ông Hùng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 26 đến 30 năm tù. Tuy nhiên, có thể ông Hùng sẽ nhận mức án nhẹ hơn do các tình tiết giảm nhẹ là đã chủ động dùng tiền cá nhân nộp lại số tiền gây thất thoát. Phiên tòa xử công Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến và các đồng phạm diễn ra từ 8 tháng 12, dự kiến tòa sẽ công bố phán quyết vào ngày 18 tháng 12. Trong khi đó, cùng thời điểm, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại mở 3 phiên tòa thân tốc, kéo dài chỉ nửa ngày đến một ngày, vội vàng kết án nhà báo tự do Phạm Đăng Trang cùng với nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung với mức án từ 6 đến 10 năm tù. Tiếp tục là tin về xã hội, có nhiều công nhân là F0 hoàn thành cách ly tại nhà tốn 250.000 đồng xin giấy nghỉ ốm từ phòng khám tư để làm thủ tục bảo hiểm nhưng rất gian nan vì thủ tục rườm rà khiến cho người dân mệt mỏi. Sau khi điều trị xong cúm tàu, nhiều người dân chủ yếu là công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương liên tục phản ánh về thủ tục nhiêu khê khi đi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Theo báo VN Express, sau 10 ngày điều trị cúm tàu tại nhà, chị Lê Thị Loan, 52 tuổi, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Simo Vina, khu chế xuất Tân Thuận, được trạm y tế phường Bình Thuận tại quận 7 cấp giấy hoàn thành cách ly. Người mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ nói thời gian điều trị cúm tàu không đi làm, thu nhập bị giảm, riêng tiền mua kit test nhanh cho ba mẹ con hơn 1 triệu đồng. Chỉ mong sớm được cấp giấy nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội, nộp cho công ty làm thủ tục nhận hơn 2.3 triệu đồng. Tuy nhiên, y tế phường trả lời không thể cấp vì chưa được hướng dẫn. Được đồng nghiệp giới thiệu, sáng ngày 14 tháng 12, chị Loan xin nghỉ làm, đến phòng khám đa khoa Sài Gòn Tân Thuận xin giấy nghỉ ốm. Tại đây, chị phải xét nghiệm nhanh cúm tàu tốn 180.000 đồng. Trên giấy hoàn thành cách ly đã có thông báo tôi âm tính nhưng phòng khám không chấp nhận, chị Loan nói. Vì lượng người đến khá đông, nữ công nhân mất hơn 3 giờ mới nhận được kết quả để bổ sung hồ sơ xin cấp giấy, gồm thẻ bảo hiểm y tế, giấy hoàn thành cách ly. Cũng được phòng khám đa khoa Sài Gòn Tân Thuận cấp giấy nghỉ ốm cho 15 ngày điều trị cúm tàu tại nhà. Công nhân Huỳnh Nguyễn Thanh Thi nói, ngoài 180.000 đồng chi phí xét nghiệm, chị phải trả thêm 70.000 đồng tiền khám bệnh với lý do là trái tuyến bảo hiểm y tế.